Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì combo Deal Shock bao gồm 3 máy đã rất nhiều anh em mong chờ đã về hàng lại rồi anh em ơi. Cùng mở ra để xem bên trong nó có gì thay đổi không nha anh em. Mình cũng không ngờ combo này chỉ sau 1 tuần đã sạch hàng tại kho. Trong combo này sẽ bao gồm một máy khoan đục 3 chức năng, một máy mài, một máy xích vít, một cục sạc 20V, còn có một tờ lịch và sách hướng dẫn sử dụng. Điểm đặc biệt nhất ở combo lần này là hai viên pin 4A có thiết kế vỏ hoàn toàn mới, đẹp hơn hẳn các dòng thế hệ pin cũ. Và đây sẽ là tất cả những gì anh em nhận được trong bộ combo lần này. Đầu tiên sẽ là dòng máy khoan đục 3 chức năng sử dụng động cơ không chổi than, lực đập búa 2.0J và khả năng khoan bê tông 26mm cùng với 3 mũi khoan và một mũi đục nhọn. Phải nói là hai viên pin mới trong combo lần này nhìn đẹp thật. Khi gắn vào trong con máy xích vít không chổi than có hai cấp điều chỉnh tốc độ cùng lực mô men xoắn 170Nm này thì lại quá là ưng mắt. Và cuối cùng sẽ là dòng máy mài có động cơ không chổi than, có trục cốt M10, sử dụng đĩa cắt 100mm thông dụng. Máy còn có thể điều chỉnh hai cấp điều chỉnh tốc độ với vòng tua tối đa lên đến 9.000 vòng trên 1 phút. Ngoài ra trong combo vẫn đi kèm theo 10 viên đá cắt và đựng trong hộp bằng kim loại, tiện cho việc anh em bảo quản khi cần sử dụng đến. Sạc của Total hiện tại sẽ có hai màu, xanh hoặc là đen. Trong combo này sẽ là sạc màu xanh nha anh em. Với mức giá chỉ 3.488.000 thì combo này sẽ rẻ hơn 40% khi mua lẻ từng món, nên quẹo lựa ngay thôi anh em ơi. Mà hai viên pin thế hệ mới này hiện tại chưa có bán lẻ nha anh em. Và mình tin chắc rằng đây là một bộ combo cực kỳ phù hợp với những anh em thợ đang muốn đầu tư cho mình cả một bộ máy để phục vụ trong công việc của mình với mức chi phí đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Đặt mua ngay tại show đất bị hoặc góc trái của video này nha anh em. Cảm ơn anh em.